Sau bao nhiêu ngày tháng mà đi tìm mày, hôm nay mày chủ động ra gặp tao. Tao đây tao cũng đại diện luôn, cầm đầu. Trái nhà mới ra mặt mày là cánh tay phải của đàng hoàng. Mày ra nó chuyện bố mày. Hôm nay mày thử bắt quỳ mình đá lắm. Nói mày là đàng nhiều ấy. Thằng bạn mày ấy, còn bố mày còn cho ăn cơm. Không á. Buồi. Anh em xem video anh không biết rồi. Này không biết tự nhiên như nào Đạt nó lại gọi cho Toàn. Lúc đấy là chắc em là có duyên. Có duyên à? Không phải em thấy cho nét kêu và em bảo Phạm Văn Đạt, em tưởng bạn em ở dưới Hải Dương. Ấn nghe thì nó ra thành Đạt chí quả Đạt Hoàng Đạt bạn Hoàng em. Đạt không chí duyên. Có duyên thế. Thế bây giờ biết mấy lối rồi. Em biết thành tâm mấy lối rồi. Nào nhưng mà hôm nay nó gọi em thấy hơi lạ. Một là nó định quốc mình, hai là nó muốn xin lỗi mình. Em nghĩ khả năng là bạn như thế thì muốn xin lỗi mình. Nhiều bạn nó chưa ăn mì tôm ngon quá, thương. Nhưng mà nếu nó xin lỗi thì cách nào? Lỗi anh nghĩ giờ là tai mình nhé. Anh nghĩ giờ xin được em á. Đấy là bắn không hết tội. Tay xong. Còn đây là bắn không hết tội. Anh từ tháng 1. Lúc này nó bảo là lên chỗ nào rồi. Lên đường mới anh ạ. Lên chỗ trường mới hôm qua. Nói chuyện thằng Đạt cũng kiểu là cũng muốn xin lỗi lắm rồi nhưng mà xin lỗi mà anh biết là anh nghe anh phải nghe mới gần đấy anh cho nghe nghe đây vài giọng đúng không thế cho nhanh nghe mày đang ở đâu gửi tao cái vị trí để anh em tao ra luôn thế á thế bố các bố mới đợi của thằng Long đấy nó vẫn ngạnh lắm ra ra đâu anh mở ra trường mới được không rồi ra bọn đây bắn chưa được. Hôm nay em bảo là nó ra trường mới. Trường mới ấy. Trường mới hôm qua dính em mình ấy. Định cắn mà. Trước hôm qua nó định cắn mình ấy. Nay ra cho nó nói gì. Chắc bọn này nó ra thật đấy. Ngoài nó ra thật đấy không anh em ạ. Nhưng mà đồ ăn ấy thì sao thôi. Làm gì đâu. Hôm nay mình cứ lừa mình bỏ. Mày cho một mình Đạt vào mình không đánh. Để xem có dám ra một mình không. Chắc gì là em ra một mình. Kéo cả đàn cả lũ ra. Tính bọn này này cáo mày cũng vậy ông rời ra bố ông đánh vào mặt này bắt nó quỳ xuống xin lỗi mày. Bắt quỳ xuống được không được anh ạ bắt quỳ xong rồi bắt nó quỳ xuống đá vào mặt nó xong rồi thế là chẳng xong đúng ngoài một luôn thế là quỳ xuống đá thẳng vào mồm nó sau bao nhiêu ngày tháng mà đi tìm mày hôm nay mày chủ động ra gặp tao. Tao đây tao cũng đại diện luôn, cầm đầu. Trái nhà mới ra mặt mày là cánh không? Tay phải của đàng hoàng. Mày ra nó chuyện bố mày. Hôm nay mày thử bắt quỳ mình đá lắm. Nói mày là đàng nhiều ấy. Thằng bạn mày ấy, còn bố mày còn cho ăn cơm. Không á. Nước buồi. Không anh ạ, cơm thì mày cũng ăn, nó không được cho ăn mì tôm sống. Có mì tôm sống rồi. Có mì tôm sống ấy là mày lắm rồi. Tao cơ bố mày lấy được gì không? Nó biết khó. Nhưng mà thì đòi đi em bỏ đọc số à? Em tức cái em bỏ nó em đá mấy phát mồm em bỏ đọc số tao gọi về cho nó mày nói chuyện nó đọc nó bỏ không nhớ chắc ngon em cầm điện thoại của nó đi cơ thì còn gọi vào Facebook gọi được đây cầm điện thoại nó để mẹ nhà rồi không phải mình đánh rơi của nó chắc con đói quá nó không nhớ gì rồi tao mà đói đầu điên luôn nhỉ điên thật à sắp cho đi chạy xem nào anh em sắp xếp định ra ngoài đi thôi cũng cần cầm đồ không nhỉ anh ạ? Thôi không phải đồ, đồ gì ra nói chuyện mà. Nó lấy cái à, thằng kia cũng không nhớ thôi. Sao dám lấy này cầm đồ nó, dám cầm nó. Ra nói chuyện mà có phải với nhau đâu. Đánh. Đi đánh thì có chuyện gì mà để nói chung là anh bảo bọn mày đánh là không mày đánh, còn không. Có không để anh toàn đánh thôi. Để mình anh toàn đánh thôi. Ok, anh em đi.